lý thuyết cho rằng các hành tinh đá như trái đất và sao hỏa thu thập các nguyên tố dễ bay hơi như hydro, carbon, oxy, nitơ và các khí hiếm khi chúng hình thành có thể sẽ bị lật đổ. Giáo sư Sujoy Mukhopadhyay và tiến sĩ Sanjay Baron từ khoa trái đất và khoa học hành tinh của Đại học UC Davis, Mỹ cho biết, giả định cơ bản trước đây về sự hình thành hành tinh là các hành tinh đầu tiên thu thập các chất bay hơi này từ tinh vân mặt trời non trẻ. Lý thuyết này được áp dụng cho cả các hệ sao khác. Các hành tinh non trẻ thường là những quả cầu đá nóng chảy, giúp các chất bay hơi dễ dàng hòa tan vào đại dương magma, sau đó kiến tạo bầu khí quyển thông qua quá trình khử khí. Kho tàng chất bay hơi tiếp tục được bổ sung bởi các thiên thạch chondritic đâm vào hành tinh sau đó. Thiên thạch chondritic là loại thiên thạch chưa bị biến đổi do sự tan chảy hoặc biến thái của vật thể mẹ. Cũng vì vậy, các nhà khoa học kỳ vọng các nguyên tố dễ bay hơi ở trái đất và sao hỏa sẽ phản ánh thành phần của tinh vân mặt trời, đặc biệt là bằng tỷ lệ đồng vị của khí hiếm, nhất là krypton. Sao hỏa được quan tâm đặc biệt vì nó hình thành nhanh, đông đặc chỉ trong vòng 4 triệu năm sau khi hệ mặt trời ra đời, trong khi trái đất mất 50 đến 100 triệu năm. Nhưng thiên thạch Chassini từ sao hỏa rơi xuống miền đông bắc nước Pháp năm 1815 đã làm thay đổi tất cả. Bằng phép đo đồng vị krypton hiện đại, các nhà khoa học từ phòng thí nghiệm khí hiếm ở UC Davis đã giúp suy ra nguồn gốc của các nguyên tố trong đá. Thật ngạc nhiên khi các đồng vị krypton tương ứng với các đồng vị từ thiên thạch chondritic chứ không phải tinh vân mặt trời. Khối thiên thạch cho thấy thành phần bên trong của sao hỏa hoàn toàn chứa krypton từ các thiên thạch chondritic, trong khi khí quyển sao hỏa thì mang các yếu tố có nguồn gốc từ tinh vân mặt trời. Điều này cũng cho thấy khí quyển sao hỏa không thể hình thành hoàn toàn bằng cách thoát khí từ lớp phủ như chúng ta vẫn nghĩ. Và phát hiện này cũng cho thấy sao hỏa đã hoàn thành những bước phát triển cơ bản trước khi tinh vân mặt trời bị bức xạ từ mặt trời làm tiêu tan. Điều này cũng đòi hỏi hành tinh này phải lạnh ngay sau khi được bồi đắp. Với những điểm tương đồng đáng ngạc nhiên giữa sao hỏa và trái đất, điều này cũng dẫn đến nghi vấn là sự hình thành trái đất cũng không như chúng ta tưởng tượng. Và đồng nghĩa với việc lịch sử trái đất sơ khai sẽ cần phải được nghiên cứu thêm và viết lại. Phát hiện vật thể vũ trụ cực hiếm trong dải ngân hà. Một thành viên mới của một loại sao hiếm có chỉ được biết đến với số lượng rất nhỏ vừa được phát hiện trong dải ngân hà. Vật thể này được gọi là Maxiri 1816195, nằm cách xa trái đất không quá 30.000 năm ánh sáng. Theo một cơ sở dữ liệu do nhà thiên văn Alessandro Pacino biên soạn, các quan sát và điều tra sơ bộ cho thấy đó là một ngôi sao sung hay pulsar, vốn dĩ là các sao neutron xoay rất nhanh với trùng TX tích tụ. Cho đến nay, chỉ có 18 sao sung khác được quan sát thấy. Được biết, ánh sáng từ trùng tia X phát ra từ vật thể này lần đầu tiên được phát hiện vào ngày 7 tháng 6 bởi thiết bị giám sát hình ảnh tia X bầu trời Maxi của cơ quan vũ trụ Nhật Bản gắn ở bên ngoài trạm vũ trụ quốc tế ISS. Ngay lập tức, một nhóm các nhà vật lý thiên văn dẫn đầu bởi tiến sĩ Hitoshi Negoro thuộc Đại học Nihon ở Nhật Bản đã tuyên bố rằng họ xác định được một nguồn tia X chưa từng được biết đến trước đây nằm trong mặt phẳng thiên hà giữa các chòm sao Nhân Mã, Thuẫn Bài và Cự Xà. Bằng cách sử dụng máy phân tích thành phần sao neutron, viết tắt là NICER, một thiết bị do NASA cung cấp có tác dụng chụp tia X, các nhà nghiên cứu thu được các sung tia X ở tần số 528.6 Hz, cho thấy rằng vật thể này đang quay với tốc độ 528.6 lần mỗi giây cùng với tần suất của một vụ nổ nhiệt hạch tia X. Phát hiện này cho thấy Maxiri 1816195 chính xác là một sao sung với trùng tia X mới và các nhà vật lý thiên văn đang vô cùng phấn khích về điều này. Ở cấp độ rất cơ bản, có thể hiểu sao sung là một loại sao neutron với lõi của nó được hình thành do sự sụp đổ của một ngôi sao khối lượng lớn và sau đó biến thành siêu tân tinh. Những vật thể có đặc điểm chung là rất nhỏ nhưng cực kỳ đặc tới mức chúng có thể có khối lượng gấp khoảng 2,2 lần mặt trời nhưng lại chỉ có đường kính khoảng 20 km. Để được xếp vào loại sao sung, một ngôi sao neutron dĩ nhiên phải phát ra sung, hay nói cách khác, đây chính là các trùng tia bức xạ được phóng ra từ các cực của ngôi sao. Do chúng thường nằm nghiêng nên những trùng tia này quét qua trái đất giống như những trùng ánh sáng đến từ một ngọn hải đăng, có điều là chúng rất nhanh, lên tới hàng trăm lần mỗi giây.
Do số lượng cực kỳ hiếm của các sao sung từng được biết đến trước đây, bất kỳ một đối tượng mới nào khi chúng mới xuất hiện đều được xem là một phát hiện mới và có thể mang lại thông tin quan trọng về cách thức các đối tượng được hình thành, phát triển và hoạt động. Chụp được quái vật xuyên không 13 tỷ năm. Hình ảnh hơn 13 tỷ năm trước từ một vị tổ tiên của các hố đen quái vật đã được kính viễn vọng không gian Hubble bắt được. Theo bài công bố vừa đăng tải trên tạp chí khoa học Nature, vật thể cổ đại cho thấy các đặc điểm nằm giữa đám mây bụi khổng lồ, thiên hà hình thành sao và dạng hố đen trá hình sáng như sao, gọi là chuẩn tinh. Ra đời trong kỷ nguyên được gọi là bình minh vũ trụ, vật thể này là bằng chứng trực tiếp đầu tiên về một thiên hà sơ khai len lỏi vào nền móng của một hố đen quái vật. Nó chính là quái vật huyền thoại từng được các lý thuyết thiên văn mô tả nhưng chưa từng được phát hiện, tạm gọi là chuẩn tinh đỏ chuyển tiếp. Theo tác giả chính Seiji Fujimoto từ Viện Niels Bohr thuộc trường Đại học Copenhagen, Đan Mạch, vật thể được phát hiện kết nối hai quần thể thiên thể hiếm, do đó nó cung cấp một con đường mới để hiểu được sự phát triển nhanh chóng của các hố đen siêu khối trong vũ trụ sơ khai. Các bằng chứng cho thấy, vũ trụ sơ khai của chúng ta như một công viên kỷ Jura toàn là những quái vật vũ trụ khổng lồ nhất, có thể vĩ đại hơn rất nhiều so với thế hệ hố đen và các vật thể thuộc hàng quái vật khác hiện tại. Theo Science Alert, hố đen quái vật vừa được phát hiện mang tên GNZ-7Q, ra đời chỉ 750 triệu năm sau vụ nổ Big Bang, phù hợp với các dự đoán lý thuyết về tổ tiên của các hố đen quái vật. Vì vật thể cách chúng ta hơn 13 tỷ năm ánh sáng, nên hình ảnh mà Hubble ghi lại thực ra cũng là hình ảnh xuyên không của thế giới quá khứ hơn 13 tỷ năm trước, khi quái vật cổ đại GNZ-7Q vừa ra đời và đang mạnh mẽ. Phát hiện hố đen lớn nhanh nhất trong 9 tỷ năm. Các nhà khoa học Australia phát hiện một hố đen siêu lớn có khối lượng bằng 3 tỷ lần mặt trời. Họ tin rằng đây là hố đen phát triển nhanh nhất trong 9 tỷ năm qua. Các nhà khoa học Australia đã sử dụng kính viễn vọng SkyMapper Southern Sky Survey dài 1,3 mét ở Coonabarabran để tìm ra một chuẩn tinh cực sáng được cung cấp năng lượng bởi một hố đen siêu lớn. Vật thể này có tên J114447-43085-9.3, gọi tắt là J1144, phát sáng gấp 7.000 lần so với dải ngân hà của chúng ta. Tiến sĩ Christopher Olgen thuộc Đại học Quốc gia Australia và là trưởng nhóm nghiên cứu cho biết, ánh sáng từ hố đen siêu lớn này trải rộng xấp xỉ một nửa vũ trụ. Ánh sáng mà chúng tôi nhìn thấy từ hố đen đang phát triển này đã truyền đến chúng ta khoảng 7 tỷ năm, trong khi vụ nổ lớn xảy ra khoảng 13,8 tỷ năm trước. Theo các nhà khoa học, J1144 là chuẩn tinh phát sáng nhất trong 9 tỷ năm lịch sử vũ trụ. Họ ước tính rằng hố đen siêu lớn tiêu thụ một lượng vật chất tương đương với trái đất mỗi giây và có khối lượng bằng 3 tỷ mặt trời. Theo Olgen, đến nay, lý do cho độ sáng bất thường của J1144 vẫn chưa rõ ràng. Có thể hai thiên hà lớn đã va chạm và tạo ra một phễu khí hướng về phía hố đen. Chúng ta đã tìm kiếm những hố đen đang phát triển này kể từ đầu những năm 1960, nhưng việc để một vật thể có độ sáng như vậy lọt khỏi các cuộc tìm kiếm trong nhiều năm là đáng chú ý.